Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên em về một mẫu xe hatchback phân khúc hạng C anh chị nhé. Một chiếc xe cực kỳ là cá tính với ạ. Phong cách rất là đặc biệt. Chiếc xe này mà anh nào mua cho các chị đi thì rất là tuyệt vời này. Rất là nổi bật luôn anh chị ạ. Phân khúc hạng C anh chị nhé. Và giá xe bây giờ chỉ nhỉnh hơn Kia Morning cùng đời một chút thôi. Tuy nhiên đi nó thì sẽ rất là khác biệt anh chị ạ. Xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đó chính là chiếc Kia Rio nhập khẩu bản hatchback. Xe sản xuất vào năm 2014 và đăng ký lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2015. Bao zin cho anh chị luôn. Rất là đẹp. Cụm đèn trước còn zin anh chị ạ. Và đã lên đèn bóng chiếu projector rồi. Có giải đèn LED ban ngày rồi anh chị nhá. Anh chị mà mua chiếc xe này thì có một điều rất tuyệt vời. Đó là xe được trang bị một dàn lốp mít. Một dàn lốp mít còn rất là đẹp anh chị nhá. Và vành chiếc xe là vành kích cỡ lớn với cái kích thước vành lên đến 17 inch. Nhìn nó rất là khỏe xe luôn. Với dạng lốp mỏng chạy cực kỳ là bám đường. Chạy rất thích luôn anh chị ạ. Na răng được thiết kế 5 chấu bản lớn phay. Đấy, nhìn nó rất là khỏe anh chị ạ. Màu đỏ rất là tuyệt vời rồi. Dành cho các chị hợp màu. Chiếc xe này mà đi chợ, đi đón con thì rất là tuyệt vời. Gương chiếu hậu ngoài gập điện tích hợp sinh nhan và chỉnh điện rồi. Xe đã được dán phim cách nhiệt và trang bị cửa lock. Nhìn vào tay nắm cửa như này, anh chị cũng biết đó là xe được trang bị chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi anh chị nhá. Điểm chê duy nhất mà em chê trên chiếc xe Kia Rio nhập khẩu 2014 này, bản hatchback, hatchback tức là đuôi cụt anh chị nhá, đó là phanh sau vẫn là phanh tăng trống thôi. Tuy nhiên nhìn vào cái vành rất là thích anh chị ạ. Thiết kế 5 chấu cỡ lớn và được phay. Không có vết xước nha anh chị nhá. Cua lốp chiếc xe này không có vết han. Cua lốp rất đẹp. Nói chung là về chất xe thì anh chị là hoàn toàn an tâm. Hơn nữa bên em lại bao check hãng các kiểu cho anh chị rồi. Quan trọng là anh chị thích cái mẫu form hatchback này không. Đấy, một chiếc xe rất là cá tính. Cụm đèn sau còn nguyên bản, vỏ đèn còn rất trong nha anh chị nhá. Đã trang bị đèn LED rồi. Anh chị nhìn có thể thấy một chiếc xe zin tem này. Đấy. Bên hông các thứ này là sơn zin hết anh chị nhá. Vẫn còn nguyên bản của nhà máy này. Đấy. Rất là ít nhá. Đây là đuôi xe. Cái phần đuôi xe này cũng được thiết kế rất là cá tính anh chị ạ. Nhìn xe rất là cứng cáp luôn. Kia Rio. Cả hai cụm đèn sau đều còn zin hết ạ. Đây là cốp xe. Xe không một vết gì đâu anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Thứ nhất anh chị có thể thấy máng nước và đinh tán này nguyên zin. Chưa động chạm một con ốc gì đâu anh chị ạ. Phía sau này này, ốc cốp sau. Lòng sơn thì còn rất là cứng và đẹp. Kể cả những cái nhựa ở cốp sau này nhá, gần như là không có vết xước đâu anh chị ạ. Phải nói là chủ xe đi rất là giữ gìn. Chỉ thì không mất phân nào. Và ổ khóa cực kỳ mới. Bên cạnh đó anh chị có thể thấy này, cái phần ốp cản sau này nó chưa được ốp chống xước, nhưng anh chị thấy cái nhựa nó còn rất là mới và gần như là không bị xước tí gì luôn. Gần như là cốp sau không để đồ bao giờ. Thế nên là cái thảm nót cốp sau bằng nỉ này nó vẫn còn sạch đẹp như này. Và xe chưa hề đâm đụng va chạm gì. Lòng cốp còn nguyên zin. Không có vết han. Anh chị nhé, nguyên bản luôn ạ. Lòng cốp rất đẹp. Đấy. Lốp dự phòng thì cũng được trang bị vành đúc giống 4 lốp chính rồi. Vành giống 4 vành chính rồi anh chị ạ.
Lốp dự phòng thì vẫn là lốp còn theo xe, lốp con ti, và đã hạ rồi chứ không phải là chưa hạ lần nào anh chị nhé. Đấy, quan trọng là chúng ta quan sát cái nòng cốp và anh chị hoàn toàn là an tâm về chất lượng, chưa đâm đụng va chạm gì. Đấy, nòng cốp còn rất là đẹp, và em thích nhất là cái nhựa phía cốp sau này và nhựa nội thất của chiếc xe này. Anh chị có thể thấy nhựa còn rất đẹp, gần như là không xước, kể cả những cái phần ốp cản sau này luôn, ốp cốp sau này luôn. Đấy, nhựa rất đẹp như anh chị nhé. Xe cửa đóng chắc nịch luôn anh chị ạ. Đây là bên hông xe này. Đấy, rất là cá tính. Bản hatchback của Kia Rio này nó thuộc phân khúc hạng B anh chị nhé. Em xin lỗi, phân khúc hạng B. Kia Rio thuộc phân khúc hạng B, thế nên là hatchback này kích thước nó to hơn, đi nó đầm chắc hơn và cách âm tốt hơn so với những chiếc xe phân khúc hatchback hạng A như Kia Morning, như Hyundai i10. Đấy là những chiếc xe phân khúc hạng A hay là VinFast Fadin. Thì chiếc Kia Rio này nó hơn một phân khúc luôn anh chị nhé. Chạy rất là thích luôn ạ. Thiết kế ngoại thất thì rất là cá tính. Được, em sẽ đi chi tiết vào bên trong nội thất của xe. Đây là nội thất nguyên bản của xe với trang bị ghế da màu đen và còn nguyên bản. Thứ nhất, anh chị có thể quan sát thấy cái thiết kế ghế bao giờ cũng vậy. Cái dòng xe Kia và đặc biệt là dòng xe Hàn Quốc, cái thiết kế ghế của nó ngồi rất là ôm người, rất là thích luôn. Đấy, ghế da nguyên bản, từ ghế phụ đến ghế lái, mặt ghế và lưng ghế vẫn còn căng đét anh chị nhá. Nguyên bản, không phải là thay lại ghế da đâu ạ. Ghế da nguyên bản và chất liệu ghế da rất là thích, với lỗ thông hơi ở giữa. Ghế rất là xịn nha anh chị nhé, nguyên bản. Đấy, đây là hàng ghế thứ hai. Quan sát qua ở đây thì anh chị có thể thấy cái hàng ghế thứ hai của nó có độ nghiêng. Đấy, cái lưng ghế nó có độ nghiêng lớn nhé, cộng thêm là cái khoảng không gian bên trong rất là rộng rãi, bởi vì nó là phân khúc hạng B. Đấy, thế nên là ngồi cực kỳ là rộng rãi. Em có xin lỗi anh chị một chút là cái đầu video thì em nói là phân khúc hạng C thì không đúng anh chị nhé. Anh chị có thể bỏ qua giúp em, thông cảm giúp em nói hơi nhầm một chút ạ. Hàng ghế thứ hai, mặt ghế và lưng ghế vẫn còn đều căng đét, và ghế da nó không bị rách, không bị xước gì anh chị nhé, vẫn giữ được nguyên bản. Chất liệu ghế da của chiếc xe này, anh chị mà xem thực tế, anh chị sờ vào thì anh chị có thể thấy cái da của nó rất là mềm, rất là mát. Nói chung là da đẹp anh chị ạ. Như em nói rồi, chiếc xe này bên em bao check hãng và cam kết bằng văn bản cho anh chị. Đấy, phần máng nước và ổ khóa này đều còn nguyên zin. Đấy, bậc lên xuống này, cái nhựa nó không bị xước và vẫn nguyên sần anh chị nhé. Đấy, bản Kia Rio hatchback thì nó hơn so với bản sedan là bao giờ nó cũng được trang bị cửa sổ trời rồi. Và chiếc xe này thì bác chủ giữ được trần nỉ còn nguyên bản của xe. Đấy, bản sedan thì không bao giờ có cửa sổ trời và chìa khóa thông minh anh chị nhé. Đấy là bản hatchback, bao giờ nó cũng hơn với bản sedan như vậy. Đấy, và anh chị có thể thấy này, trần nỉ bác chủ chưa hề bọc 3D hay là bọc ni lông, nhưng mà trần nỉ nguyên zin vẫn còn sạch đẹp. Có trang bị cửa sổ trời mà đi vào cái chờ buổi hôm trời đẹp rời như này thì rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là anh chị nào chở các cháu nhỏ thì các cháu rất là thích rồi. Đây là táp ni cửa nguyên bản, có những cái chi tiết mạ bạc này. Đấy, cái mạ bạc này nguyên bản và nó không bị xước anh chị nhé. Tay nắm cửa trong thì cũng được mạ bạc. Đấy, táp ni phần da này, kết hợp giữa phần da và phần nhựa. Đấy, nhựa cũng nguyên bản nhé và không bị xước, phần da cũng giữ được còn đẹp này. Đấy, đây là mép cửa, ổ khóa, cả bốn ổ khóa đều còn zin. Mép cửa cũng vậy anh chị nhé. Đấy, kể cả mép cửa dưới này sơn nguyên zin và không có hiện tượng han giết gì đâu anh chị ạ. Đấy,
Đây là cửa lái này. Tắp ni cửa nhé. Nếu anh chị nào mà đã từng trải nghiệm cái dòng Kia Rio rồi, anh chị có thể biết cái điểm nổi bật, ưu điểm của nó là xe nhập nguyên chiếc. Thế nên là đi cách âm của nó rất là tốt anh chị ạ. Cách âm rất tốt, và cái dòng này nó nhập khẩu nguyên chiếc, thế nên là nó hoạt động cũng rất là ổn định anh chị nhé. Nhiều anh chị là cứ no xe Hàn Quốc thì nó hay hỏng vặt, nhưng Kia Rio thì em đánh giá này, nó cũng rất ít hỏng vặt luôn. Những cái nút bấm của nó còn nguyên này. Đấy, không bị phai, không bị bợt nhé anh chị nhé. Cửa lại ốc bản nề nguyên bản, chưa dấu hiệu cậy mở hay vặn chiếc gì anh chị nhé. Ổ khóa mới. Đây, ốc bản nề. Cái ổ khóa đây nó chỉ bị ấy thôi nhé anh chị nhé. Theo thời gian nó hơi xỉn xỉn chút thôi. Nếu mà chúng ta dùng dầu, chúng ta lau bóng vào là nó sáng. Nó sáng choang luôn đấy anh chị ạ. Rồi, bước vào bên trong xem bên trong chiếc xe. Đầu tiên anh chị có thể thấy có chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi. Rất là tuyệt vời, xe đi được 8.9 km. Và bảng đồng hồ trung tâm thiết kế thì cũng khá là trẻ trung. Xe được trang bị màn Android Covax rồi. Một cái màn Android cũng chất lượng cũng rất là ok anh chị ạ. Thứ nhất là anh chị có thể thấy cái cảm biến của nó rất là nhạy và hoạt động rất là ổn định nha anh chị nhé. Với rất nhiều các ứng dụng, YouTube, Google, đấy, Internet, nói chung là nắp SIM vào, chúng ta sử dụng như một chiếc điện thoại thông minh bình thường. Có trang bị hệ thống điều hòa tự động, đấy là điểm khác biệt giữa bản hatchback và bản sedan. Đây là vô lăng zin của xe, và đầu tiên anh chị quan sát thấy đó là những cái khóe vô lăng này còn zin này. Đấy, nó không bị mòn anh chị nhé, không bị mòn. Và vô lăng nguyên bản, thiết kế dạng 4 chấu qua mạ bạc này. Có tích hợp bên này là nút điều chỉnh âm thanh. Những cái nút bấm này của nó là dấu, nó còn sắc nét, không bị phai mờ anh chị nhé. Bên này thì có một cái tính năng khá là đáng đồng tiền bát gạo. Đó tính là chính là chức năng Cruise Control ga tự động. Đấy, rất là hiện đại anh chị nhé. Vô lăng đặc biệt là cái phần bấm còi này, rất đẹp luôn anh chị ạ. Không có độ bóng độ một chút gì đâu, nguyên sần. Táp nô chiếc xe này cũng vậy, nhựa nguyên sần, sạch đẹp anh chị ạ. Không có xước riếc gì. Và đặc biệt là bác chủ thì cũng không có để cái đồ gì hay dán cái đồ gì nên cái táp nô của chiếc xe này. Thế nên là nhìn nó còn rất là sạch đẹp, nguyên bản anh chị ạ. Đấy. Xe thì cũng đã được trang bị cam lùi sắc nét rồi anh chị nhé. Đây, cam lùi sắc nét anh chị ạ, rất là nét luôn. Đấy, màn Android cam lùi rồi, rất tuyệt vời. Hơn nữa xe lại được trang bị cả cam hành trình rồi anh chị nhé. Đấy, đáng tiếc là gương chiếu hậu trong thì là gương trợ thường thôi, chưa chống chói tự động. Tuy nhiên thì độ full đồ rồi. Này là mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm gì thêm nữa cả. Vô lăng trợ lực điện, lái rất là nhẹ. Có trang bị chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi. Cảm biến lùi nguyên bản của xe. Trên vô lăng thì có tích hợp ga tự động Cruise Control, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh. Và màn hình Android cam lùi đầy đủ, hệ thống điều hòa tự động. Rất tuyệt vời. Xe Hàn bao giờ cũng vậy, luôn luôn thiết kế với cái nội thất bên trong thì nhìn rất là sang trọng và trẻ trung. Trang bị thì hiện đại anh chị nhé. Đấy. Còn về chất lượng thì xe nhập anh chị cũng hoàn toàn là an tâm. Đấy, ghế còn rất đẹp. Cả hai bên ốc bàn này nguyên bản hết ạ. Chưa có một dấu hiệu cậy mở gì anh chị ạ, ổ khóa zin. Đấy, hoàn toàn là an tâm về chất lượng anh chị nhé. Sàn nỉ nguyên bản của xe này hoàn toàn là anh chị không lo xe ngập nước nha anh chị nhé. Anh chị đến xem thì anh chị sờ vào cái sàn nỉ của nó này, không một chút mùi hôi và nó rất là khô, sờ cảm giác nó vẫn còn nguyên nhung như này, an tâm quá anh chị ạ, không lo xe ngập nước. Tắp ni cả bốn cửa còn nguyên bản. Và
Mép cửa cũng vậy anh chị ạ, nguyên đường dập nhà máy, ổ khóa mới và còn nguyên bản. Mép cửa đẹp luôn anh chị nhé. Đây, táp ni cửa xong. Cả bốn táp ni cửa nhựa đều còn rất là đẹp. Máng nước đi thích lắm anh chị ạ. Đi chiếc xe này rất là thích luôn, rất là đầm chắc. Và Zio thì được trang bị động cơ 1.4 lít. Đối với bản sedan hatchback thì đều là động cơ 1.4 lít với cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào khoảng 7 lít trên 100 km anh chị nhé. Cho một chiếc xe phân khúc hạng B không hề là tiêu hao nhiên liệu, không hề tốn nhiên liệu anh chị nhé. Mà đổi lại, chúng ta được chiếc xe có cái khoảng không gian nội thất bên trong rất là rộng rãi này, hiện đại, đi thì rất là đầm chắc luôn. Và giá nó chỉ nhỉnh hơn 300 một chút thôi anh chị ạ. Thời điểm này anh chị mua xe thì rất là hợp lý rồi. Một chiếc Kia Morning nhập khẩu 2014, bây giờ anh chị mua như hôm trước em bán một bản full kịch 2014 là 280 triệu đồng cho em trai ở Ninh Bình. Đấy. Thì chiếc này nó chỉ chênh lên khoảng hơn 40 triệu một chút nhá. Đấy, cùng đời nhưng anh chị được một phân khúc hơn hẳn, đi sướng hơn hẳn anh chị ạ. Đấy. Nói về quay lại về chất lượng của chiếc xe thì anh chị có thể thấy ở đây. Đây là khoang động cơ của chiếc xe và anh chị quan sát thấy ạ. Ốc tai, ốc đèn, ốc tai đèn đến ốc tai ngoài của nó còn nguyên zin. Ốc cabo chưa một dấu hiệu vặn mở gì anh chị nhé. Lắp cabo cũng vậy, tất cả những cái đường dập của nhà máy là nguyên bản và không có dấu hiệu vò nắn. Lắp cabo nguyên bản luôn anh chị ạ. Hơi đáng tiếc là dưới nắp capo thì nó chưa trang bị cái tấm nỉ cách nhiệt anh chị nhé. Ốc tai bên này vẫn còn zin này anh chị này. Đây là tai ngoài anh chị nhé. Tai ngoài zin thì tai trong là hoàn toàn zin rồi. Và anh chị có thể quan sát thấy phần bụ này. Đấy, tất cả những chi tiết này nhé của xe là còn nguyên bản, chưa một dấu hiệu han dỉ gì. Đấy. Tại vì sao em hay nói về cái vấn đề han dỉ, bởi vì là khi mà những cái chỗ này mà nó han dỉ là thường là nó sẽ bị gò nắn lại một thời gian rồi. Tuy nhiên là do người ta làm thủ công, do va chạm ấy, người ta làm lại, nó sẽ một thời gian nó sẽ han dỉ, nó lại phá ra anh chị nhé. Còn nguyên bản của nó thì không bao giờ, gần như là không bao giờ luôn anh chị ạ. Nó cứ như này thôi. Đấy, đấy mà là một trong những cái dấu hiệu mà khi mà anh chị đi mua xe cũ anh chị nên quan sát kỹ. Máy số của chiếc xe này thì chạy hơn 8 vạn thì đương nhiên là zin từ dàn cò rồi anh chị ạ. Đấy, và da máy của chiếc xe này còn khá là đẹp nhé anh chị nhé, sáng đẹp luôn, chưa động chạm một con ốc gì luôn anh chị ạ. Đấy là về máy, và máy là trang bị động cơ 1.4 lít anh chị nhé, 7 lít trên 100 km thôi, không có gì là tiêu hao nhiên liệu cả. Một chiếc xe nhập khẩu, một chiếc xe với ngoại thất cá tính và một chiếc xe với nội thất trang bị hiện đại và trẻ trung, rất là phù hợp và đặc biệt là cho các chị sử dụng. Đấy, anh nào mà sắp đến sinh nhật của vợ mình rồi, mua tặng các chị chiếc xe này thì ưng ý luôn ạ. Đấy. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc Kia Rio nhập khẩu bản hatchback 2014 này với giá là 325 triệu đồng anh chị nhé. 325 triệu đồng và bên em bao rút hồ sơ cho anh chị rồi. Đấy, xe rút hồ sơ rồi, anh chị về chỉ việc vào tên và sử dụng thôi. Và giá cả vẫn có thể thương lượng được anh chị nhé. Anh chị nào đang có nhu cầu vui lòng qua bên em để xem xe và lái thử xe trải nghiệm thực tế anh chị nhé. Địa chỉ là tại Xe Đẹp Hải Dương, khu đô thị Thiên Phú, thành phố Hải Dương. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.